Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, bão Noru là cơn bão rất mạnh có thể đạt cấp 15 và cấp 17, đang di chuyển với tốc độ 20 đến 25 km/h và hướng vào khu vực trung bộ, trong đó trọng tâm là từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Các địa phương không chủ quan và khẩn trương chuẩn bị công tác phòng chống ứng phó với siêu bão này. Tỉnh quản trị nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ tối qua 25 tháng 9, tỉnh cũng chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán tập trung. Công tác sơ tán dân tránh bão phải hoàn thành trước 15 giờ ngày mai 27 tháng 9. Trường hợp bão cấp độ 4 toàn tỉnh dự kiến sơ tán hơn 100.000 người đi trú tránh, trong đó ưu tiên sơ tán khẩn cấp hơn 52.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp tỉnh Quảng Bình có gần 6.700 tàu thuyền với hơn 22.000 lao động nghề biển. Hiện vẫn còn 280 phương tiện với gần 1.900 lao động đang hoạt động trên biển. Tỉnh cũng lên phương án di dời hơn 5.900 người dân tại 69 khu vực có nguy cơ sạt lở và sạt lở cao khi bão đổ bộ và gây mưa lớn. Tỉnh Phú Yên đã thông tin cho 4.107 phương tiện nghề cá với 24.600 lao động vào nơi tránh trú an toàn từ ngày hôm nay 26 tháng 9, tỉnh Phú Yên sẽ không cho tàu thuyền ra khơi. Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo chính quyền các địa phương gian biển và bộ đội biên phòng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú. Các địa phương hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền trước 10 giờ ngày hôm nay 26 tháng 9 và hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu thuyền lòng bè tại khu neo trú trước 8 giờ ngày 27 tháng 9. Tính đến 13 giờ chiều ngày 25 tháng 9, toàn tỉnh Bình Định còn 100 tàu nằm trong vùng nguy hiểm, tuy nhiên các tàu đang di chuyển ra khỏi vùng này. Ứng ừ phó với các diễn biến phức tạp của cơn bão Noru, người dân phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam chủ động chặn chống nhà cửa, cơ sở kinh doanh dịch vụ, huy động lực lượng gia cố các di tích trong khu phố cổ nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền. Hiện lực lượng chức năng đã kiểm đếm được hơn 1.200 tàu cá vào neo đậu tại Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng. Để ứng phó với bão, Đà Nẵng cũng đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Lực lượng quân đội ở thành phố Đà Nẵng phối hợp hỗ trợ ngư dân và nhân dân ven biển neo đậu tàu thuyền, đưa thuyền thúng lên bờ, chăn chống nhà cửa, đảm bảo an toàn trước khi cơn bão đổ bộ. Ứng ừ phó bão, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Tiền phương ứng phó bão tại khu vực miền Trung. Ban Chỉ đạo Tiền phương dự kiến đi vào hoạt động trong ngày hôm nay 26 tháng 9. Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với bão nô ru, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ huy đã có công điện yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố gian biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính, diễn thông, căn cứ vào tình hình cụ thể tại đơn vị để dân dụng phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương án ứng phó với bão Noru. Theo đó, tùy vào nhiệm vụ chức năng, từng đơn vị cần ưu tiên tập trung triển khai và thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và trực ứng cứu thông tin 24 trên 24. Các cơ quan thông tin đại chúng phát sóng đưa tin kịp thời về dự báo, cảnh báo, diễn biến của bão, chỉ đạo ứng phó chép mưa, bão, lũ để người dân theo dõi, cập nhật thường xuyên. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc đưa tin cảnh báo về nguy cơ diễn ra mưa lũ sau bão. Các đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố, các đài truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng tần suất phát bản tin dự báo bão, mưa lũ để thông báo kịp thời cho người dân chủ động phòng chống bão. Các đơn vị viễn thông phải đáp ứng yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó chế bão, đảm bảo an toàn mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc cộng đồng bằng mạng di động. Sáng nay 26 tháng 9, trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Đến dự có nguyên bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nam Diệt, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch hội đồng tư vấn nhà trường Dương Quốc Xuân. Báo cáo tại lễ khai giảng cho biết, thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An luôn chú trọng công tác đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Điều này thể hiện ở chương trình giảng dạy của 4 ngành, gồm tài chính ngân hàng, kế toán, ngôn ngữ Anh và quản trị kinh doanh. Đặc biệt nhà trường còn đẩy mạnh hoạt động liên kết quốc tế, hoàn thành hồ sơ cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh có thể liên kết với các trường đại học nước ngoài. Năm học 2021-2022, trong đợt 1 đã có 878 cử nhân tốt nghiệp ra trường đạt tỷ lệ gần 89%, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt gần 88%. Tại lễ khai giảng, nhà trường trao học bổng và bằng khen cho 24 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất năm học 2021-2022, tặng bằng khen cho sinh viên Lê Thị Ánh Hồng, đạt giải nhất trong cuộc thi Olympic tiếng Anh, học sinh sinh viên tỉnh Long An. Trao học bổng toàn phần cho 25 tân sinh viên năm học 2022-2023 với trị giá 88 triệu đồng mỗi sinh viên. Dịp này, các đơn vị tài trợ cũng dành một số suất học bổng cho các em sinh viên trong năm học này. Nhằm chia sẻ khó khăn với sinh viên và phụ huynh sau 2 năm khó khăn vì dịch Covid-19, một số trường đại học mới đây đã công bố sẽ không tăng học phí trong năm này. Cụ thể, trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo về việc không tăng học phí năm học mới. Do đó, mức học phí sẽ dẫn đả 354.000 đồng một tính chỉ, thay vì mức dự kiến 530.000 đồng mà trường đưa ra hồi tháng 6. Đại học Nha Trang cũng tạm thời giữ nguyên mức học phí như năm học trước, giao động mức 220.000-370.000 đồng một tính chỉ, tùy theo môn học. Đại học Đà Lạt, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng chia sẻ quan điểm là không tăng học phí năm nay. Theo các nhà trường, mức thu nhập bình quân của gia đình sinh viên sụt giảm, sau 2 năm đại dịch Covid-19, vì vậy quyết định không tăng học phí là cách nhà trường thực hiện trách nhiệm xã hội và chia sẻ khó khăn với người học. Đến thời điểm này, học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, hai thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học này. 7 địa phương gồm có Cần Thơ, Đà Nẵng, Bắc Cạn, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh và Cà Mau Hội đồng Nhân dân của 7 địa phương này đều thống nhất nghị quyết dành hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách địa phương nhằm hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp. Hai địa phương sẽ hỗ trợ học phí cho học sinh trích tiền từ ngân sách là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Hà Nội hỗ trợ 50%, còn thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tăng học phí trong năm học này và trích hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để bù vào. Thực hiện nghị định 78 của chính phủ hơn 20 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng đến tay hội viên, chị em phụ nữ khó khăn, thiếu vốn để phát triển kinh tế. Nhờ đó mà kinh tế hộ gia đình của hội viên từng bước được nâng lên đáng kể. Tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã quản lý trên 1.890 tỷ đồng và dẫn đầu trong bốn tổ chức chính trị xã hội được nhận nguồn vốn ủy thác. Từ nguồn giống này, Hội Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ giống tư liệu sản xuất, qua đó giúp hàng chục ngàn hội viên chị em phụ nữ được tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn giống tính dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Phụ nữ là hỗ trợ vốn làm ăn thì cũng làm về cái gia đình cũng hơi hơi khá khá từ từ và mới thay xây nhà cửa gì đó rồi cũng giúp đỡ cho mấy chị em khác thì trung bình nó là từ 3 triệu tới 5 triệu tiền người có gia đình vận bị nhiều ít gì đó con cái nhỏ lớn gì đó ví dụ như cao nhất có là 6 triệu để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội phát huy được hiệu quả hội đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp hội thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và dây vốn cùng các tổ tiết kiệm và dây vốn thực hiện nghiêm túc minh bạch công tác bình xét cho dài đảm bảo giống dài, đến đúng đối tượng, các hộ giai giống sử dụng đúng mục đích. Đặc biệt quan tâm giúp đỡ các hộ là hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo giai giống để phát triển kinh tế. Thưa quý vị, đến nay Long An đã ghi nhận 10 ca tử vong do sốt xuất huyết. Đây là con số tử vong cao nhất trong 5 năm gần đây trên địa bàn tỉnh. Dự báo trong thời gian tới, số mắc sẽ tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tính đến ngày 11 tháng 9 năm 2022, tỉnh Long An đã ghi nhận 10.768 ca, tăng 7,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Số ca nội trú tăng 4 lần so với số ca mắc trung bình 5 năm, đặc biệt gia tăng nhanh trong các tuần gần đây do điều kiện thời tiết nắng nóng và mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho mũi trường bệnh sốt xuất số huyết phát triển và lây truyền bệnh. Ca bệnh chủ yếu tập trung tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đức, Cần Duộc và thành phố Tân An, chiếm 75% số ca mắc của toàn tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất số huyết không ngừng gia tăng. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các sở ngành liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quyết liệt hơn nữa các giải pháp phòng chống bệnh sốt xuất số huyết trên địa bàn tỉnh. Do bệnh sốt xuất số huyết chưa có vắc xin phòng ngừa và chưa có thuốc đặc trị nên mỗi gia đình, mỗi cá nhân, cơ quan tổ chức cần thực hiện việc lăng quan, diệt mũi, góp phần giảm tỷ lệ nhiễm bệnh sốt xuất số huyết, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa liệt kê ra trên 30 tên miền giả mạo trên thông tin của 5 ngân hàng lớn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Để biết được tên miền nào là lừa đảo, người dân có thể truy cập vào tính năng tra cứu tài khoản trên trang web tín nhiệm mạng.vn sẽ thấy danh sách các tài khoản được báo cáo đã kiểm duyệt, bao gồm thông tin số tài khoản, chủ sở hữu và ngân hàng phát hành kèm theo trạng thái lừa đảo an toàn hoặc đang xác minh của tài khoản đó. Trường hợp nghi ngờ một tài khoản nào đó là lừa đảo, người dùng có thể nhập số tài khoản vào ô tìm kiếm để kiểm tra xem tài khoản này đã được xác nhận là lừa đảo hay không. Nếu không tìm thấy kết quả, người dùng có thể báo cáo tài khoản nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo để trung tâm kiểm duyệt thông tin và bổ sung vào danh sách tài khoản lừa đảo để cảnh báo đến mọi người. Mới đây, bản đồ tăng trưởng thương mại toàn cầu 2022 của DHL Express, tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành logistics, đã đưa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào tâm điểm chú ý vì khu vực này được dự báo sẽ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng xuất khẩu trong 5 năm tới. Báo cáo của DHL Express cho thấy, khi được đánh giá theo mức độ phát triển kinh tế, các nền kinh tế mới nổi dự kiến sẽ tạo ra 45% tổng mức tăng trưởng thương mại toàn cầu từ năm 2021 đến năm 2026. Nổi bật là các nền kinh tế ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á hoạt động rất tốt cả về tốc độ lẫn quy mô tăng trưởng, Bản đồ tăng trưởng thương mại toàn cầu 2022 của DHL Express cũng cho thấy thương mại sẽ phát triển nhanh hơn trong 2 năm tới sau thời kỳ trì trệ vì đại dịch Covid-19. Tăng trưởng thương mại ở các nền kinh tế mới nổi không chỉ dừng lại ở số lượng mà còn cả ở chất lượng hàng hóa với nhiều mặt hàng ngày càng tinh vi hơn. Trong bối cảnh đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong 37 năm qua so với đồng đô la Mỹ, Anh đã công bố một loạt chính sách mới, theo đó triển khai một gói hỗ trợ 250 tỷ đô la Mỹ cắt giảm thuế và chi phí năng lượng. Gói chính sách này sẽ giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp và hộ gia đình. Phát biểu trước quốc hội, tân bộ trưởng tài chính Anh, Kwasi Wanten cho biết, ông đề ra mục tiêu kinh tế Anh đạt mức tăng trưởng 2,5% trong trung hạn. Chính phủ Anh sẽ dành gói hỗ trợ 45 tỷ bảng tương đương 50 tỷ đô la Mỹ cho chính sách cắt giảm thuế cho đến năm tài chính 2026-2027. Đây được đánh giá là gói hỗ trợ thuế lớn nhất kể từ năm 1972. Chính phủ Anh cũng sẽ chi khoảng 60 tỷ bảng tương đương 67 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp trả các hóa đơn điện và khí đốt trong 6 tháng tới. London kỳ vọng giá nhiên liệu sẽ hạ nhiệt khi Anh tiến hành đàm phán hợp đồng năng lượng dài hạn mới với các nhà cung cấp. Theo kế hoạch, anh sẽ công bố dự báo hoàn chỉnh về kinh tế và tài chính trước cuối năm nay. Mazda và Toyota, hai hãng sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản, đang cân nhắc việc ngừng sản xuất tại thị trường Nga do chuỗi cung ứng phụ tùng bị gián đoạn khiến hoạt động gặp nhiều khó khăn. Một số hãng sản xuất ô tô khác của Nhật Bản cũng để ngỏ quyết định tương tự trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đang áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo truyền thông Nhật Bản, hiện Mazda đang đàm phán với đối tác tại Nga là tập đoàn Solus Auto về việc ngừng hoạt động nhà máy liên doanh sản xuất ô tô ở phía đông Vladivostok. Trên thực tế, hoạt động tại nhà máy này đã bị đình chỉ khi chưa có quyết định nào được đưa ra về việc kết thúc bán hàng hoặc bảo trì. Trước đó, hãng ô tô lớn nhất thế giới của Nhật Bản là Toyota cũng đã thông báo quyết định đóng cửa nhà máy lắp ráp ở ngoài ô Saint trong khi đó, một số nhà sản xuất ô tô khác của Nhật Bản như Nissan và Mitsubishi cũng đang tạm ngừng hoạt động các nhà máy tại Nga, trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu các loại ô tô có giá hơn 6 triệu yên, bỏ quy chế thương mại tối quệ quốc với Nga và áp đặt trừng phạt một số doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Nga. Tập đoàn năng lượng Total Energies của Pháp đã ký một thỏa thuận đầu tư trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn năng lượng quốc danh Qatar Energy của Qatar nhằm mở rộng hoạt động sản xuất khí đốt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang tìm kiếm các nguồn năng lượng mới để thay thế cho nguồn cung từ Nga. Theo thông báo của Bộ Năng lượng Qatar, tập đoàn Total Energies sẽ nắm 9,3% cổ phần tại dự án khai thác năng lượng North Field South. Tập đoàn của Pháp cũng sẽ tài trợ cho việc chiết xuất khí đốt của dự án này và đóng vai trò chiến lược trong hoạt động mở rộng khai thác khí đốt của Qatar. Qatar là một trong những nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới bên cạnh Mỹ và Australia. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu đang tìm kiếm các nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng để thay thế nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga. Nổi tiếng vì có thể sống sót sau chiến tranh hạt nhân, Dán trở thành nguồn cảm hứng cho một số công nghệ trong những năm gần đây. Mới đây, một nhóm các nhà khoa học tại Nhật Bản đã chế tạo thành công dáng Cyborg, một dạng robot sinh học để giúp kiểm tra các khu vực nguy hiểm, giám sát môi trường hay thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong tương lai. Chúng được trang bị một mô đun điều khiển không dây và cung cấp năng lượng từ pin sạc. Thông qua chiếc ba lô điện tử đặc biệt có khả năng tác động vào hệ thống thần kinh của dáng, các nhà nghiên cứu có thể di chuyển chúng theo những hướng nhất định chỉ bằng một nút bấm không dây. Thiết bị hoạt động bằng năng lượng mặt trời, mất 30 phút để sạc đầy và có thể sử dụng trong tối đa 2 phút cho mỗi lần sạc. Chiếc ba lô điện tử sau đó hoàn toàn có thể tháo ra, giúp con vật trở lại cuộc sống tự nhiên. Nhóm nghiên cứu tin rằng trong tương lai, bằng cách bổ sung các camera nhỏ và cảm biến cho bộ đồ, có thể ứng dụng công nghệ này để hỗ trợ các khu vực khó tiếp cận hoặc nguy hiểm.